In the book of Psalms, the word of the Lord said, và thi thiên đoạn 1, lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết rằng, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinner, nor sit in the seat of the scoffer. Thi thiên đoạn 1, câu số 1, chép rằng, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân và không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. In verse number 3, he will be like a tree planted, firmly planted by the streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers. In verse number 4, the wicked are not so, but they are like chaff which the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinner in the assemblies of the righteous. Trong câu số 3 và số 4, kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào như rơm rác gió thổi bay đi. Hỡi bởi cái ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đón xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. For the Lord knows the ways of the righteous, but the way of the wicked will perish.